những pháp hay người kia hiểu thôi, những
Chấp nhiều
tìm thế tâm thì hoàn mỹ. Những pháp ấy người đi hiểu thôi, Như Lai đã giác ngộ rồi. Những ai như thật nên lời tán dương, các tỳ khưu có phượng phạm chi, các xã môn lập dị chủ trương, thị tiện luận thật dị thường. Chúng lời thường ngôn giữ được khác nào, vô luận căn cơ sau hệ xương. Chúng hệ viện thị quân trả lời, các tỳ khưu ở ngoài nơi, có những phạm chí xã môn quỷ tà, không thật biết đây là bất thiện, không thật biết đây là tốt lành. Những nghĩ nếu tôi phải lành, trả lời thiện ác chẳng lành cho tôi, nói là thiện hay lời bất thiện, thì tham sân sẽ hiện nơi tôi. Nếu dục hận khởi đồng thời, như vậy tôi thân sẽ rơi sai lầm. Nếu sai lầm sinh tâm phiền muộn, thì phiền muộn tràn muôn chương duyên. Đến khi được hỏi cảm nguyên, dùng lời nguyện tìm trường ngôn ngữ nghiêm. Tôi nói vậy nhưng không nói vậy, không nói nghĩa nhưng thấy như vậy, không nói không phải như đây, không nói không phải không này không kia. Đây quỷ biện luận chia thứ nhân, thì được hỏi đường thật như lương. Trường hợp thứ hai chủ trương, cũng quỷ biện luận ngôn trường như lương. Có xã môn hoặc phường phạm chi, có thật biết thiện quý ác tà. Nhưng nghĩ nếu ta nói ra, mình không thật biết thật là khổ người. Nếu có người gặp tôi vấn nạn, thiện bất thiện quả đáng là sao? Nếu tôi lung tung đang trao, hỡi dục tham hận khởi vào nơi tôi. Nếu sân khởi tôi thời chấp thủ, vì phiền muộn chướng đủ nơi tôi. Vì sợ gian ghen chấp thủ, dùng nguy biện luận tôi gọi tính ma. Tôi không nói nó là như vậy, tôi không nói nó lại như kia, không nói không phải như kia, không nói không phải không kia. Nơi này có luận chân thứ hai đề xuất.
trong ngõ người thân, nhờ phong phong nhận tinh thần, nhờ thanh nhớ liệt đến tâm nhập thiền, khi nhập định đi liền liền thôi, nhớ lên thời thương niềm phát sinh, đôi lần nhỏ vô nhân sinh, bản cao thế giới của mình thân hay, vì sao thế vì nay tôi có đưa tay tôi chẳng có hiện bày, từ nặng tay không có ngày, tôi đã vừa sự thành hay hữu tình, ba tỷ vô ba thành tư nhân, với lòng cứ chấp nhận vô nhân, gọi đạo thiếu đi vô phân. Có những kia chấp phẩm chẳng đến gì, đường ngờ mai mới kia phạm chi, đã xa môn lập chi chủ trương, ý chỉ căn cứ lập trường, cho rằng bản ngã cõi thường vô nhân, tam tỷ khu lời căn ngoài đạo, nhà phẩm xa không cao biển tài, kia thế biển á ca ngoài, kia tôn tập sang vị này thiên thân, thế thế giới mới từng bát ngã, điều vô nhân tất cả vậy thay, đó là lương làm thứ hai, trong vô nhân luận định này chú đương, ban xa môn là hương phạm chi, Như Lai